Vua nhảy tửu dùng quả chưa hết mà lá đã mọc đầy rồi, chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đấy, quả này của thu vụ vừa rồi, rất là ngon ngọt. Và vừa rồi nhờ chính cái bảo bối này mà tôi cả một năm mấy ngày Tết là không bị say ngày nào, rất là tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời là khác biệt so với những năm trước, cũng có thể là do sử dụng cái món này. Nhưng mà như chúng ta biết là đây là cái cung khén mà tôi đã trước Tết là tôi chặt, tôi đốn thử thì cây này nó mọc, đã mọc rất là tốt. Thế còn những cây xung quanh là thời điểm này là đang ra chồi rất là nhiều. Bây giờ bạn quay cho giúp rồi đây này. Cái thời điểm này là cái chồi của những cây mới đang ra rất là nhiều. Đấy. Thế còn cây này là tôi đốn trước từ hôm trước Tết để thử nghiệm cho các cây nó mọc thế nào. Thế còn sử dụng chính là cái quả này á. Quả này thì rất là ngọt, thơm ngon ngọt, ngâm tử hú đều được. Còn lá thì sao? Mỗi một lần chúng ta đi nhậu chỉ cần có vài ba lá này thôi, nhai trước và sau uống. Cái lá thì nó sẽ bị có vị đắng, cái lá có vị đắng, nhưng mà lá nó chứa quercetin, và ức chế một số dòng tế bào lạ, rất là tốt, đặc biệt là tế bào lạ đối với đường ruột, rồi dạ dày và tử cung. Nên các bạn nhớ nhé, đây là cây cung khén và đây là đang cái mùa bắt đầu sinh trưởng của nó. Những cây tưởng là mùa đông bị chết rồi thì mùa này là cây nó đang mọc tùm lên, bắt đầu là cái chồi của nó đã ra chồi mới, rất là tuyệt vời. Các bạn mà quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể để lại comment cho tôi ở ngay dưới video này nhá. Đây chính là vua nhảy tửu và tôi vẫn đang còn cái này để cung cấp cho các bạn. Cả cây con cây giống vẫn là còn, tiếp tục đang được nhân giống tiếp.